Các bạn thân mến, hôm nay mình cho các bạn xem cái dây dưa mà nó mọc ở ngoài trước cửa của mình, cái dây dưa hấu đây. Nó mọc ở trước cửa nhà mình. Nhưng mà nó đã có một trái. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Trái dưa chưa? Đó, các bạn thấy cái trái dưa hấu của mình chưa? Nó mọc thôi đó, mà trái nó đã bị lớn rồi. Đây nữa, đây thêm trái nữa các bạn. Mình được hai trái nha.